phát xe luôn. Anh em về đây nghỉ ngơi này. Tụ họp ở đây hết này. Còn ông này là ông quản máy này. Ừ. Ông này là ông cò đấy. Cò máy. Còn cò máy đây mọi người ạ. Đi đến đâu cũng phải dính cò này mọi người. Xin chào quý vị cùng các bạn nhá. Trở lại với video tiếp theo của mình rồi. Đây mình lại chia sẻ với mấy cày đây. Cày đang làm ngô nhá mọi người nhá. Sau bao nhiêu ngày nắng và bao nhiêu ngày mưa xin mọi người. Có ngày mưa là hôm nay cũng là trời cũng coi như kiểu sắp mưa đây. Nó tạnh hôm qua thôi. Hôm nay anh em lên đây làm ngô cho mọi người này, chuẩn bị đến rằm ấy. Nên là bà con muốn gieo luôn trước rằm để ăn rằm nó ngon hơn mọi người ạ. Đó, trẻ mọi người đấy. Con này là con L125 này. Này ở làng khác chạy lên đây cùng anh em làm này. Đây đang rạch luống nhá. Đây có một con này, con L125 này. Đây con Yangma 265 này. Đây là con Kubota L280 này. Ở trên kia là có con giống là Yangma FX30S này mọi người. Và lại mình nữa. Mình đang đứng trên mái của mình này. 4-5 con. Máy cùng làm quanh gần một chỗ nha mọi người nha. Rất đông vui. Là khung cảnh cánh đồng ngô. Ôi giờ đấy. Và thấy mình review cho mọi người là nói luôn này. Ở bên kia là còn một đám nữa rồi nhá. Bên kia suối là có một đám ngô nữa. Đây. Quanh đây, vụ này mưa nhiều là làm rất khó mọi người ạ. Không hề dễ chút nào luôn. Cỏ thì hơi nhiều, hơi rộng. Gì đấy? Như máy nào cũng có một cái rạch lũng theo sau luôn nhá, để rạch lũng luôn nhá. Vừa là xong một phát là rạch lũng luôn này mọi người ạ. Đây, có đây. Kia đang rạch lũng này. Mình đi xem ông có rạch có ok không? L. Đây có hai con Kubota, ba con Kubota nhé mọi người. Đây một con này. Đây một con L1 nữa này. Hai con Yangma, còn hai con nữa nó cũng làm quanh quanh ở trong vàng đây. Đây tụ họp này có gần chục con máy nhé mọi người nhé. Là khá nhiều luôn. Rạch luống cũng không đẹp mấy mọi người ạ, à. Nhiều cỏ quá. Hơi nhiều cỏ mọi người ạ, à. Luống không được đẹp. Nó dồn thành từng đống đấy mọi người. Rồi này từng đóng là làm rất khó nha mọi người nha.
Đây, cỏ hơi nhiều đây mọi người ạ. Cỏ rất nhiều đây. Cỏ mọc cao nữa. Rất nhiều cỏ luôn. Cái trường này là phát đi là đỡ hơn rồi. Nhà nào, gia đình nào phát được là nó đỡ hơn. Đây đây mọi người, ngày em này rạch luống chạy khá nhanh này mọi người. Siêu nhanh luôn. Ok. Nhìn luống cũng khá là đẹp rồi. Chạy khá là mau nha mọi người. Chạy như thế là nó vừa ok nhỉ. Các bác cho ý kiến em chạy như thế có vừa không? Chạy khá là nhanh nhé mọi người nhé. Một phát xe luôn. Mọi người cho thằng em này một like nhá. Chạy quá siêu đẳng luôn. Tại vì cái thửa ruộng này là không có cỏ mọi người ạ. Nên là mới chạy được số nhanh thôi mọi người. Rồi mình lại tiếp tục thôi. Một số cày rồi. Trời nắng lên rồi, nắng đẹp rồi mọi người ạ. Sau bao nhiêu ngày mưa mong nắng rồi. Và cuối cùng cũng lại thêm một con về đây tiếp nhá mọi người nhá. Con này là cũng là dạng ba mọi người ạ. Dạng ba FX30S. Bạn này đâu. Giờ này giờ trưa, nắng trưa rồi nhá quý vị nhá.
Anh em về đây nghỉ ngơi này. Tụ họp ở đây hết này. Đây, mấy thằng đây còn chuẩn bị mồi nhóm rồi. Giờ giải lao nhá. Còn một ông vẫn đang đò mọ ở trên kia. Ông L1225. Thế nữa ông lại xuống mà. Đây. Anh đang đang ngồi uống bia giải khát kìa mọi người ạ. Bên cạnh bờ suối nha. Rồi. Ăn như thế lại làm tiếp à? Thế thôi, ăn thế thôi. Đợi em ơi. Nước suối rất trong nha quý vị nha. Đó, qua bên kia là đấy nha. Đấy, vào đây nốt. Một hà bốn một thằng về chạy về trước rồi. Đây. Ơi. Đủ hội. Uống đi, uống đi. À, uống đi, cứ uống đi. Ba lè. Anh không uống đâu mà. Quay. 2, 4, 6, 6 làm gì? Thế thiếu rồi còn gì nữa? 2, 4, 6 sóc nghe thế thiếu chưa? Mỗi người bịch. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi rồi. Đợi ông kia đó. Chanh này nhá, cứ ái thỉnh em nè. Thế chiều ông nào chú nào may. Ông này chuyên mắc lầy này. Đấy. 265 nhá. 265 ấy. Ông này chuyên đi kéo này. 30S nhá. 30S. 30S đi kéo này. Ông này cũng không kém hơn ông chồng nhỉ. Cũng chuyên đi mắc nhỉ. 280. Nghiên. Đây, còn ông này là chuyên chơi cái ruộng thụt nhất này. Còn ông này là ông quản máy này. Ừ. Ông này là ông cò đấy. Cò máy. Còn cò máy đây mọi người ạ. Đi đến đâu cũng phải dính cò này mọi người. Ông cò. Cứ làm đến tối. Đây anh mà. Ngồi đi, ngồi đi. Không dám uống cái này đâu. Không. Gái. Không dám uống cái này. Em cò khu vực rồi em nhìn thấy đủ 6 thằng rồi. Làm đấy đúng một lúc vậy. Dân cái sao chạy về. Anh 1, 2, 3, 4, 5 thằng ấy nó về trước rồi. Không ấy 6 cái về đây cũng không làm lắm. Nói chung là nó không làm lắm. Xong ở nhà nó chạy về nó không làm lắm. Không làm lắm. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Vậy mọi người uống bia nhá. Đâu mở đi. Uống đi mày uống đi. Anh đau dạ dày lắm anh không uống này. Anh sợ đâu mà. Thật mà không phải đâu, hôm qua anh còn sắp tết rồi. Tết em chỉ dính nhiệt thôi. Em chỉ dính nhiệt mang máy về nhà đi. Vượt. Này. Nó đau nó cổ. Hay rồi á. Rồi, mời mọi người nhá. Mọi người một chai. Ông có tôi mọi người một nửa nhá. Nay là